Rồi, hello, xin chào lại quý anh chị nha. Em là kỹ thuật viên Hoàng Anh bên hệ thống Audio Toàn Nguyễn. Hôm nay xin thay mặt cho Audio Toàn Nguyễn xin được giới thiệu đến quý anh chị Mixer Yamaha M11 USB Bluetooth phiên bản 2020. Và Mixer Yamaha M11 này nó có tới 99 chế độ Echo, Reverb và Delay. Và đặc biệt nó có 7 cần Wiser lọc xì, rất là ok, rất nhẹ và rất là êm. Và em xin được phép test Mixer Yamaha M11 này để gửi đến cho anh Hà ở Nghệ An. Anh đã đặt hàng bên hệ thống rồi và anh nói là trước khi gửi hàng cho ảnh thì test cho ảnh nghe một đoạn nhạc về chất lượng của Mixer Yamaha M11 này. Và sản phẩm của anh kèm theo dây like, dây chia, giống như lời nói của kỹ thuật viên đã nói chuyện với anh. Và hôm nay em xin phép được mượn chiếc micro của hãng Testa BC-K200 để gửi đến anh cùng với quý anh chị một đoạn nhạc ngắn của ca khúc. Mưa đêm, tỉnh nhỏ. Rồi bây giờ em lên để chế độ 96 nha. Em lên Echo điều vật của đây anh nha. Alo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lên. Trời đổ mưa cho phố vắng mình mong, khơi lòng bao nỗi nhớ. Trời làm mưa cho ướt áo em thơ, mưa rơi